Chào các bạn, cũng khá lâu rồi mình không làm video review. Nhưng hôm nay mình sẽ trở lại với một cái sản phẩm rất thú vị, mà theo mình sẽ là một gia vị lạ cho miếng bánh tai nghe Bluetooth mà các thương hiệu đang tranh giành quyết liệt với các sản phẩm ngày càng hoàn thiện hơn. Nhân đây mình cũng cảm ơn các bạn thật nhiều vì đã subscribe kênh của Baka Shop, đã like và comment từng video. Cho dù khen hay chê thì cũng sẽ là những đóng góp thiết thực cho team video review sản phẩm của Baka ngày càng chuyên nghiệp hơn. Quay trở lại với nội dung chính, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc tai nghe Bluetooth của thương hiệu Skullcandy đến từ nước Mỹ với mức giá hú hồn chỉ 920.000 đồng mà thôi. Hiện nay với tầm giá dưới 1 triệu thì các bạn có thể tìm thấy những tai nghe Bluetooth vớ vẩn đang trôi nổi trên thị trường mà thôi. Còn đây là Skullcandy JIB Wireless đến từ nước Mỹ, được phân phối chính hãng tại Việt Nam và bảo hành 12 tháng. Bây giờ mình sẽ khui hộp nhé. Bên trong hộp rất là đơn giản, chúng ta có chiếc tai nghe. Một cáp sạc, cáp tiếp, giấy tờ hướng dẫn sử dụng, và nhân vật chính của chúng ta đó là chiếc tai nghe JIB Wireless. Chất liệu chính làm nên chiếc tai nghe này chắc chắn sẽ là nhựa và cao su rồi. Tuy nhiên mình thấy cái độ hoàn thiện sản phẩm rất là tốt, rất là đẹp. Các bạn sẽ không thể tìm thấy một cái lỗi gia công nào trên chiếc tai nghe này cả. Mình thì chỉ mắc cười ở cái chỗ là các cái tai nghe Skullcandy họ thường đóng cái logo hình đầu lâu ở khắp nơi có thể trên cái tai nghe của mình. Ngay cả cặp tiếp cao su cũng có nữa. Cách sử dụng chiếc tai nghe này thì cũng rất là đơn giản thôi, như thiết kế của nó vậy. Ở đây chúng ta có một cái nút bấm đa chức năng, vừa là nút nguồn, nút play pause, nút qua bài và cả nhận cuộc gọi. À mà đồng thời nó còn có cả micro ở trên này nữa nha các bạn. Để mở nguồn và pair với các thiết bị mới, các bạn sẽ bấm và giữ phím nguồn cho đến khi cái cụm pin ở bên dưới này phát tín hiệu đèn chớp xanh đỏ như thế này. Đó, là có thể tìm được. Và khi đã kết nối, các bạn sẽ bấm cái phím này một lần để play, pause, nhận cuộc gọi cũng vậy. Và để qua bài thì các bạn sẽ bấm theo công thức 2 lần tới 3 lần lùi. Trên cụm pin này thì chúng ta có một cái cổng sạc thông dụng micro USB với thời lượng pin theo hãng công bố là lên đến 6 giờ liên tục. Nói tới thương hiệu Skullcandy thì chắc chắn chúng ta sẽ nói đến cái chất bass trưng trải dài trên tất cả các dòng tai nghe của hãng. Và JIB Wireless cũng không nằm ngoài cái đặc tính đó. Một dãy bass nhiều về lượng sẽ gây ấn tượng với người nghe ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, tạo nên một không gian âm nhạc sôi động và cảm giác hưng phấn khi các bạn phiêu cùng những thể loại nhạc như là dance pop hoặc là EDM. Tuy nhiên với cái lượng bass khủng như vậy nên mình cảm thấy khá là mệt đầu và lùng bùng lỗ tai khi nghe với thời gian dài. Có lẽ do gu cá nhân của mình không thích bass nhiều khi nghe nhạc cho lắm. Như vậy là mình đã giới thiệu đến các bạn chiếc tai nghe Bluetooth JIB Wireless của thương hiệu Skullcandy đến từ Mỹ. Đây sẽ là một lựa chọn đúng đắn nhất cho các bass head trong phân khúc tai nghe in-ear Bluetooth dưới 1 triệu. Còn nếu các bạn không phải là bass head thì chỉ cần nhích lên thêm một chút xíu nhỏ nữa thôi là sẽ có ngay chiếc One More IB Free với chất âm trong trẻo, tiếng sáng, chi tiết cực tốt, thật sự rất ấn tượng. Mình đến từ Baka Shop, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video clip này và hẹn gặp lại mọi người ở các sản phẩm khác nhé.